Khang Minh xin kính chào toàn thể mọi người, tiếp tục với video test hàng lên đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta lại cùng nhau xem và chiêm ngưỡng SRX718S và nghe qua cái chất âm của cái model này. Cặp loa Khang Minh cập bến về còn nguyên cả thùng cát xê. Nó mới tới 99.99%. Video lên sóng lên kênh cách đây ít hôm, các bác quý anh em cũng đã lắm được cặp này rồi. Như mới cứng luôn, chỉ thiếu cái thùng xốp và giấy tờ sách vở thôi. Và một quả ngày hôm nay Khang Minh lại test trao trả một cái tên rất là quen thuộc trên kênh Khang Minh, đó là em Dũng Hải Phòng. Em Dũng thì mua sắm trên kênh Khang Minh cách đây trên dưới 2 năm. Có thể nói là đếm không hết những cái sản phẩm âm thanh mỹ bãi siêu tiền chọn. Và em còn giới thiệu anh em bạn bè, em mua hộ người nhà nữa. Tiếp tục ngày hôm nay em lại ủng hộ Khang Minh một quả súp này. Qua video hình ảnh thì Khang Minh xin chân thành cảm ơn em rất nhiều. Đã đồng hành, tin tưởng và ủng hộ liên tục trong vòng trên dưới 2 năm trở lại đây. SRX718S. Và Khang Minh đang cắm quả này. Đấy. Một quả thôi, cắm âm thanh ví dụ thôi. Sau đó là Khang Minh sẽ ra tận bến Gia Lâm, gửi về bến Vĩnh Niệm trao trả em. Em sẽ nhận hàng trong khoảng tầm 2 tiếng thôi. Mọi người quan tâm đến nhiều sản phẩm mỹ bãi tuyển chọn khác nhau, vui lòng liên hệ cho Khang Minh nhá. Gọi là siêu tuyệt vời luôn. Loa bãi nhưng mà như là mới cứng. Đấy, con tem cò này. SRX718S 18 inch. SRX718S thì nó rất là hay, nó mềm mại, nó sâu lắng. Trong CG SRX700 ai cũng nắm được rồi. Rắc này. Đấy, chữ nghĩa tem mác này. Rồi, ok nhá. Lấy cái bút lông đây viết chú gửi xe Vĩnh Niệm về Hải Phòng.